Trời. Ồ tối qua tối tối nào đi lên Phú Nhuận lấy đồ luôn là được là ngon. Điên. Đang quay là lắp cái xe cho hành khách ở Bắc Bình Thuận nha mọi người. 7950 về trong năm á. Kỳ luôn máy móc. Chưa đang tính sơn lại. Chưa kịp sơn. Chưa kịp dọn nữa. Ồ mất thay 4 cái vỏ mới. Khách nghiệp ra đây. Thay 4 cái vỏ mới cho khách luôn nha mọi người. Đó, bây giờ hầu như đa phần là thích xài vỏ mới, vì vỏ cũ nó còn khoảng 50-50 thì thương lượng bù thêm tiền, mua cái vỏ mới, xài cho nó sướng. Con này là rin nguyên con luôn, nguyên con rin luôn, chưa rửa luôn. Hôm trước mình có chụp đăng trên Facebook cái lúc mà 20 mấy Tết á, 20 mấy Tết thì nó mới về thì mình có quay cho, chưa có quay, mới cái chụp hình mà không có ai chốt hết. Thì hôm nay cuối tháng giêng thì được 25 tháng giêng được một anh khách ở Bắc Bình Thuận vô mua về đó là xài xới ruộng cái gì. Giờ mình đang tiến hành lắp cái xới 2m35 rồi. Tắt máy đi. Hỏi tốn dầu á. Yeah, tính là ngon cực kỳ luôn rồi. Nè, quay cho người xem từng chi tiết nhỏ. Con này mà nếu mà tính ra mà dọn loại nữa thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Kỳ luôn á. Dầu rồi thay hết lọc dầu. Thay bình luôn. Đúng yêu cầu khách. Ghi sai, gài cầu trước, 4 bánh. Có cu ta thì mới có. Ok. 11-24 11-24 trên theo xe. Xác con này chắc nặng 3 tấn mấy đó ta. Nếu mà lên trên 3 tấn không? Lâu rồi cũng không có căng nữa. Mà ở trên, nếu mà trên kia nó báo 3 tấn mấy. Ông rồi, rất là VIP. Đây là anh chủ xe. Chủ xe chắc bây giờ mà quay lên có khi về chưa tới nhà là người ta biết là ai mua rồi đó. Đây nha mọi người, hôm sau đi mâm 34 đuôi xới sọ đó. 300 mấy chục triệu nha, kiếm một con xe đẹp thì hơi hiếm, ít lắm. Xe bình thì nó cũng có rất là nhiều. Bình thì 200 mấy, đẹp thì 300 mấy. Ồ nó gắn bị tầm bậy rồi nè, nó gắn vậy á, có gì về anh gắn lại giùm em đi. Cái này anh phải gắn ra cái lỗ này nè. Ừ anh về anh gắn lại giùm em đi, nên anh gắn ra lỗ này nó có tăng đưa. Ừ nó sẽ ấy hơn, tiện hơn. Con này rin nguyên con không có làm nhiều. Trường làm giùm xô xà bông đi Trường. Xô xà bông đi rồi bị ấy rồi chuẩn bị rửa. Ấy rồi nước rửa đồ ra sẵn đi. Ấy thôi lên xe, đợi gì nữa. Hết ngày rồi. 12 giờ trưa mà chốt nhanh chứ. Lấy một ít xăng xe Honda. Chùi ở trên đây nè, mấy cái keo này nè, cho nó đẹp đẹp tí xíu. Về cho bà con người ta coi cho nó dễ nhìn. Cũ của người ta nhưng mà mới của mình. Chung là xe cũng về đều đều hết nha mọi người. Xe về tuần nào cũng có nhưng mà xe lớn thì hiện tại đang rất là ít xe, hiếm xe lắm. Nên là mọi người nào đang cần quan tâm thì có thể tranh thủ chốt sớm để kịp mùa vụ. Đây là con xe của em trai, chưa kịp lắp nữa, mai sẽ tiến hành lắp ráp cho em. Đắk Lắk 3060. Xúc cái nước được hết luôn. Máy này con này không có kịp làm thì
đòi về trong ngày, nên là về cái phần đó thì anh sẽ tự làm. Rồi, vô sơ sới thử. Ngon lành rồi đó. Rồi vô sơ sới đi. Không đụng đâu, hết đụng luôn rồi. Mở chưa, công tắc dưới. Có còn gạt đó, gạt em bên. Dạ, bên. Đây chưa? Chưa, đây chưa vô số, tắt cái đó đi. Đây còn một số này nữa. Rồi, gạt đó đi. Đập ga lên, lớn ga lên. Dỡ lên miếng ơi. Sao đèn trước chưa sáng? Rồi. Rồi để đây, để luôn ơi. Dỡ cao lên mấy nữa coi, chuyển số khác thử. Ok. Rồi để chuyển số, chuyển lên trên từ từ. Rồi, vô vô số quay. Không, cái càng đó. Cái gì vậy? Càng lại đi. Trên nữa quay. Nhá con thử. Rồi. Giữa là mo nè. Rồi. Thử. Rồi. Trời chưa vô số. Chưa vô cái số nào á. Quay. Tắt cái con đi, tắt cái con kia rồi mới vô số rồi mới mở lại. Rồi. Nhanh lên thử. Rất là nhanh luôn nha mọi người. Rồi, chạy dầm thử. Ở đây, ok rồi đó. Lắm. Về thôi. Bình thận, thẳng tiến. Cha gà không gà dây chằng á. Rồi phải đó lên xe luôn. Lên xe luôn chứ xe. Có cái xe nào mà cái thùng nó dài cỡ cái đuôi sới này là ngon á. Để về lên luôn mà về xuống là khỏe phải không? Tháo ra đồ dựng đồ lên nó khổ, cực khổ. Nhiều khi có xe dài hơn mà trả 10 triệu tiền cước cũng mãn nguyện. Thử cầu cho ảnh cái đi em đâu. Đây nè, vỏ đại đây nè, lật ra. Trời ơi, hiền đi đủ má, đi suy nghĩ đi đâu nước Mỹ chi. Vỏ đang thôi vậy, không ăn thua. Nhỏ thôi bự ra, lăn vỏ bự ra nè. Thả xuống. Thử cầu rồi đi cho nó ngon lành rồi hết. Xi nhan rồi đầy đủ ở đâu? Bật thử. Kèn đồ tin 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 rồi hiểu không? Rồi hạ xuống. Cài cầu vô.
chưa có cầu á. Rồi lắm, lên đường, lên đường. Dạng với cầu cơ thì nó đơn giản, cầu điện thì phải ăn thua cái cục kích nó còn. Ok chưa? Có gì thắc mắc nữa không hỏi luôn lần đi nha. Rồi hạ bên xuống tháo đuôi đi, chạy lên. Cái cổ bô đâu, cổ bô có chưa? Nhà chuẩn bị gà sẵn thôi, về là lụm thôi. Còn đèn, tính nó còn đèn biển số luôn nè. Không? Con này về nó không có tháo ra, chứ nếu mà nó tháo. Để gọn gọn vô tí. Nè xếp mấy cái giỏ ngay chỗ khúc cua này lại nè, lăn lăn qua này luôn. Mỹ Linh đó. Cầu Nguyễn Văn Linh. Rồi hạ xuống đây, tháo đuôi ra, xuống nhau tháo đuôi ra, chạy lên. Nhanh. Xong rồi. Trời ơi sao nó tối dữ ta. Thì công nhận bữa nào ở đây cũng tối thui luôn. Để nổ máy luôn được. Rồi trèo vô tháo ra. Tháo chốt rồi đó, cực ra. Suy nghĩ gì trời, đủ má làm mà cứ thằng này dòm thằng kia không. Kẹt kẹt lấy cái búa phô. Nổ máy nhóm đó, tới cho nó nhẹ, cho nó dễ ra. Bùi Kobashi 2m205 sọ đôi. Đó. Đứng ở trên đây nè, đứng trên vỏ ra. Hạ bên xuống. Từ. Nó không có sụp nữa đâu, vô bỡ này lên, nó có bánh lái nè, đâu có sụp nữa đâu, vô bỡ cái này lên cho nhích lên nè. Ta che lại miếng được rồi. Anh nè. Không che lại miếng nữa đã. Tới nhẹ xíu. Hả? Ừ. Rồi. Rồi chạy lên luôn. Rút cái cạc đăng này ra đi cho nó chắc cú, để quên nó quay một cái nó quýnh bể đuôi gãy đuôi chuột luôn, mà tốn 5,5 triệu nữa. Không biết đuôi chuột đó bữa nay có lên giá không em. Rút cái này ra luôn ơi. Từ anh ơi. Bấm mấy chốt rút cạc đăng ra luôn cho nó an toàn đi. Gài vô đây luôn anh để khỏi quên. Gài vô hết đi. Gơ cái cây đòn dông gắn lên đây nè, gài lại, không thả xuống đó cũng được. Yên tâm. Rồi gà chốt hết vô đi. Nhóm con đó là nó ăn à. Cảm ơn. Lên xe về nhà chồng 7 giờ tối đêm nay. Rồi lên xe xong rồi. Móc cái đuôi sói lên. Rồi tất cả mọi người đã đón xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong nhiều video hơn nữa, và nhiều những chiếc siêu phẩm hơn nữa, nhiều chiếc xe lướt hơn nữa để gửi đến tất cả mọi người nha. Chào và hẹn gặp lại ạ.